Anh Linh biết không? Tới bây giờ gọi là làm dâu 15 năm á hả, mà mẹ không bao giờ để cho em làm một con gà, nhổ lông gà hay là một con cá, không bao giờ mẹ để cho em làm luôn á. Mẹ nói con ơi, cái tay con đẹp lắm, con đừng có làm. Trời ơi, thương quá vậy trời. Tay này là chỉ để đeo hột phàng thôi chứ không có làm cá, làm gà gì hết. Cái ngày xưa đó cô, cái ngày cô gặp cô gái này, khi mà biết rằng đây là người con dâu tương lai của mình, thì cô ấn tượng điều gì? Con trai cô là nó đi học, nói chung bốn đứa con đều học đại học hết. Yeah. Rồi tự đứa nào quen thì kêu mẹ cha đi cưới thôi. Thì đi cưới, nhưng mà cô với chú thì người ở quê. Còn con mình có học thì cưới dâu cũng có học, rồi với lại ở thành phố nữa. Rồi không biết bên Xu Gia với cô dâu có khi nào mà thấy khinh thường mình hay gì không. Nhưng mà mình nghĩ hạnh phúc của con mình, cứ chuyện gì mình cũng phải cố gắng. Yeah. Làm sao cho con mình có hạnh phúc là được rồi. Yeah. Rồi cô ở quê đâu? Dạ, quê ở Tiền Giang, Cái Lậy. À, Cái Lậy hả? Dạ. Yeah. À, là gần nhà con luôn đó. Rồi lúc mà khi mà cưới về rồi thì tôi cũng thấy là tại vì mình nuôi con mình rất là cực khổ vất vả để mà lo cho nó ăn học, thì tôi nghĩ vậy xui tôi bên đó. Anh xui tôi cũng nuôi con ăn học. Yeah. Rồi cũng lớn lên thì gả cho mình, hôm nay mình được con dâu vừa đẹp mà ngoan nữa, rồi lại sanh cháu nội rồi cho mình. Yeah. Thì mình quý trọng thôi, mình nghĩ dâu như bạn đi chứ không phải là như mẹ chồng nàng dâu hồi đời xưa. Còn chị có nhớ là lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng thì cảm xúc của chị như thế nào không? Chị là ở Sài Gòn. Yeah. Sanh ra ở Sài Gòn luôn, ba mẹ cũng ở Sài Gòn luôn. Thì hồi lúc đó mà quen ảnh thì cũng nghĩ là ở Tiền Giang thì cũng gần Sài Gòn thôi, nhưng mà lúc đó chưa bao giờ biết Tiền Giang ở đâu, tại vì chưa có dịp về đó. Yeah. Về được lần đầu là phải qua sông, qua phà này kia hả mẹ ha? Qua phà, qua sông á, rồi phải đi vô trong Cái Lậy mà đâu có phà vậy. Tại vì ở nhà cô làm vườn nên ở bên cồn. À. Ở bên mấy cái cồn đất bồi á. Dạ. Lần đầu tiên giống như em được đi du lịch sinh thái vậy đó. Dạ. Lần đầu tiên gặp cha với mẹ em hiền lắm, thì thấy cũng hơi sợ sợ. Hiền mà sao sợ chị? Hiền nhưng mà lại thấy có vẻ khó, hơi nghiêm nghiêm. Dạ. Đó, tại vì giống như có thể là mẹ nói là mẹ cảm thấy là mẹ hơi e dè khi mà cưới cho con cưới con gái thành phố á. Dạ. Là có nghĩa là cảm thấy một cái gì đó là mẹ cũng lo lo trong lòng, đâm ra là sẽ hiện lên cái khuôn mặt á. Dạ. Là mình cảm thấy khó, cho nên là thấy cũng hơi sợ sợ. Dạ. Nhưng mà cô, con gái ở Tiền Giang với lại con gái ở Sài Gòn, cái phong cách ăn mặc có khác nhau không cô? Cô thì cái vụ ăn mặc hay là cách trưng diện hay thế nào cô cũng thích đấy. Dạ. Tại vì cô cũng thích ăn trưng diện lắm, thích làm đẹp. Ừ, thích làm đẹp là biết rồi đó. Dạ. Quá trưng diện luôn. Trời đất ơi, tình ơi, giờ là biết là trưng diện nè. Dạ. Dâu rồi thấy không? Trời đất ơi, hai mẹ con sáng cái sao chú sao con thấy bệnh sáng quá mà. Nói chung là sinh nhật của tôi rồi là mấy đứa con á, nó hùng lại nó cho. Trời tặng chứ còn tôi không có biết mua gì hết. Vậy có chuyện gì mà mẹ chồng chưa hợp với nàng dâu không? Thành viên trong gia đình đâu có phải là cái nào cũng dữ hết. Con mình còn không dữ thì huống chi dâu. Đã là chỉ xui danh xui nuôi con cực khổ gả cho mình rồi mà còn không hợp ra hợp gì nữa. Thôi em kể cho anh Linh nghe nha, em là Sài Gòn ha. Học ba mẹ cưng lắm luôn á, là cho ăn học từ nhỏ tới lớn rồi học đại học ra. Không làm một cái gì hết, lấy chồng không biết nấu cơm luôn. Anh Linh biết không? Tới bây giờ gọi là làm dâu 15 năm á hả, mà mẹ không bao giờ để cho em làm một con gà, nhổ lông gà hay là một con cá, không bao giờ mẹ để cho em làm luôn á. Mẹ nói con ơi, cái tay con đẹp lắm, con đừng có làm. Trời ơi, thương quá vậy trời. Tay này là chỉ để đeo hột phàng thôi rồi, chứ không có làm cá, làm gà gì hết á. Tay mình mới làm cá mà. Thôi, giấu đi chú. Tôi nói thiệt với chú, dâu tôi nó kể vậy rồi tôi cũng kể chú nghe. Tại vì nói là mình muốn bắt lỗi người thì phải xét lỗi mình. Cho nên khi mình thấy dâu mình có lỗi mình cũng hơi buồn nha. Nhưng mình xét lại lỗi mình chắc cũng mình cũng có. Yeah. Thì thí dụ nó 10 mình cũng 5, 6 gì đó. Thì thôi giờ bỏ qua đi, để cho vô nhà vô cửa. Hay quá rồi ta. Dạ. Áo này giờ ai sắm cho cô đẹp quá cô. Thì cũng mấy đứa con dâu sắm không à. Dâu này có sắm không? Nó dẫn tôi đi mua đồ. Rồi tôi không đi, cái nó nói chị ơi, bây giờ mình làm sao mà mình hốt mẹ được lên xe rồi là em mới chịu đi chứ giờ. Yeah. Quần áo quá trời nhiều, đứa này mua đứa kia mua, nói chung là giờ tôi không biết quần áo đứa nào mua nữa. Tại vì dâu đứa nào mua tôi ban dâu nó rất là có hiếu. Mà tôi nói thật chú,
cái nhân quả nó có rõ ràng. Bà vợ chồng tôi hồi đó tôi sắm bả cũng từ áo dài, từ đôi dép. Hồi đó thì không dám dột thơm, nhưng mà giờ dâu sắm dột thơm cho tôi. Dâu tôi nó cũng lo cho tôi vậy. Nhiều khi cái chỗ du lịch đó tôi không có muốn đi mà nó đã mua vé sẵn rồi. Đi qua đất Phật Ấn Độ nè, đi qua Mỹ nè, đi nước này nước kia là nó mua vé sẵn rồi, nó đưa tiền sẵn rồi, đứa này trả tiền vé thì đứa kia đưa tiền bỏ túi. Con tôi là nó thật tình mà nói, ba thằng con trai và ba con dâu mà một đứa thằng ghẻ với con gái đều y vậy hết. Không phải mà đứa này nạnh đứa kia hay đứa kia phải nạnh đứa nọ gì hết, bệnh hoạn gì cũng vậy. Hãy đứa này lo này đứa kia, thậm chí bệnh là lời chứ không có lỗ. Tôi đang làm vậy đó mà ai nói là tôi bây giờ chị ơi tôi đau bụng đẻ quá bỏ, rồi hỏi có tiền không, không có tiền thì tôi lấy tiền nhà đi nuôi. Nuôi người ta đẻ chừng nào người ta rước bệnh viện về thì về, đưa rước về trả cho gia đình ta rồi mình mới được về nhà. Thì giờ hả, ngày Tết là anh chị em tụ họp lại nhau, thì bây giờ Tết về mẹ nấu nướng hết trơn rồi, đủ thứ hết trơn, cái gì cũng làm hết sẵn hết rồi. Sân lá nó rụng ra mình không đứng mình quét được là phải có. Quét nó không sạch lắm. Là mình ấy nấy. Chỗ nó nhanh rụng lắm em. Quét chút quét xong bên đây cái là bên kia là lá rụng rồi. Dạ. Mà nói chú ra bởi vì nhà tôi rộng lắm chú. Nội cái sân không là tôi lót hơn 100 thước vậy. Trời ơi. Sân vòng vòng nhà không á. Dạ không có, là điều tại vì nhà cất rộng. Hồi xưa cất mình tính mỗi đứa một phòng á. Chị qua đây với em để mình hỏi tâm sự về cái chuyện đó. Đi chị coi kể chuyện. Chị cũng nhiều lắm. Mong bà nội phải lên giữ coi chừng hai đứa nhỏ rồi. Còn phải coi chừng công ty giùm nữa. Thì hồi trước đó thì cũng có. Không phải là mẹ buồn, tức là hiểu lầm. Nhưng mà lúc đó con chị còn nhỏ, chị với anh đi nước ngoài á. Thì lúc đó nó còn thằng thứ hai á, nó nhỏ xíu à. Nó mới như có tuổi mấy, hai tuổi mấy gì thôi. Thì chắc nó cũng khó, nó cũng quậy hay gì đó. Bà nội là dạy nha em, không có chiều cháu đâu. Tức là rất là thương, quan tâm. Nhưng mà thấy cháu nó là có cái gì đó không ổn. Không đúng là phải dạy liền. Đúng rồi, uống nắng liền, dạy liền. Nhưng mà lúc đó là chị về đó là chị nghe kể là như bà la cháu nặng dữ lắm. La nặng lắm luôn á. Tức là làm cái mình bị tự ái. Tại sao lại đi la con của mình như vậy mà trong khi con của mình nó ngoan như vậy. Lúc đó là chị cũng khó chịu quá. Thì chị không biết là có thực sự là có đúng như vậy hay không. Thì cũng khó chịu đó. Sau đó một thời gian thì chị cũng ít nói chuyện lại với mẹ. Có nghĩa là chị biết như vậy xong rồi chị cũng tự ái rồi chị im luôn. Chị không nói cho mẹ chị biết luôn. Đúng rồi, chị cũng ít nói chuyện lại với mẹ. Nhưng mà chị không biết là mẹ có biết hay không. Rồi sau đó rồi công việc rồi này kia bình thường. Rồi khoảng thời gian nó bẵng đi. Thời gian lâu sau thì từ từ mình nó cũng nguôi ngoai. Sau đó mình lại bình thường trở lại, vui vẻ trở lại. Tới thời điểm hiện tại là mẹ có biết chị buồn về cái chuyện đó không? Hai mẹ con đã bao giờ tự nói với nhau cái chuyện đó chưa? Hay là chỉ trong chương trình này hôm nay mình mới bộc bạch cái chuyện đó? Chị nghĩ chắc mẹ cũng không biết. Dạ. Thật ra chị bận á, chị rất là bận luôn. Mà chị với mẹ chị là hợp nhau rất là hợp. Cái gì nữa biết không? Là từ thiện á. Tức là chị là kinh doanh. Tới một cái lúc nào đó là chị muốn chia sẻ với lại cộng đồng. Chị không có thời gian để làm chuyện đó. Thì chị gửi tiền về cho mẹ. Mẹ là người đi làm. Mẹ rất là thích cái việc đó. Đúng rồi, ta nói không quản ngại nắng mưa em. Ta nói từ nấu cơm từ thiện cho bệnh viện nè ha, cho tới quà tình thương, xây nhà tình nghĩa. Rồi mấy người mà người ta bệnh nan y này kia đó, nghèo thì nghèo đó. Mẹ tới thăm tận nơi luôn, mua đồ mua kia, cho tiền, cho bạc rồi nọ. Cái việc mà làm từ thiện đó là từ cái tâm. Cho nên là em nghĩ là giống như là trời Phật cũng phù hộ cho mẹ có sức khỏe để mẹ đi làm những cái việc đó để giúp đời, giúp người. Cô có biết được con dâu mình có buồn mình điều gì không? Biết chứ. Thì tôi nói chú nghe, thí dụ như giờ bắt lỗi mình phải xét lỗi, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Mà tôi thì con tôi dạy gắt lắm. Thành thử ra là cái chiều con nít á thì tôi không chịu chiều. Nó thì con nó chiều nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Còn tôi thì phải thí dụ như cái nào đáng chiều thì chiều, không đáng thì mình cũng ngăn dạy. Cách mỗi người dạy con khác nhau thì nó buồn cũng đúng thôi. Rồi mình dạy cũng đúng thì mình nghĩ là mình đúng, nhưng mà mình đừng nghĩ mình đúng. Mình sai thì mình mới đúng, còn mẹ mình nghĩ mình đúng là mình không đúng, mình sai. Anh nói với cô thì chắc cũng không có cái gì để hỏi có mâu thuẫn gì hết trơn á. Thôi mời em gái về đây đi. Bây giờ cô đang sống với thuyết nhà Phật mà buông bỏ tất cả mọi thứ, không có gì giữ trong lòng mình cả. Con lớn nhất là giờ làm cái gì cô?
Dạ, con gái lớn thì nó học ngoại ngữ Anh văn, còn cái thằng kế thì bác sĩ. Chồng của cô này thì kỹ sư điện điện tử. Thì hiện tại bây giờ là đang phân phối mấy đồ thiết bị bếp gia đình này kia đó anh, hàng cao cấp của Ý này kia đó. Dạ. Thằng Út thì kiến trúc sư, nói chung là lo ăn học đầy đủ. Ví dụ như giờ mấy đứa con mà nó muốn mua nhà thì giờ mẹ thấy là tụi con mua nhà mà có đủ tiền, không đủ tiền thì mẹ bán đất rồi phụ với tụi con. Nó nói giờ mẹ ơi, tụi con muốn mở công ty thì đâu có phải mới bằng đầu, chứ muốn mở mà có tiền được đâu. Thì mà trước nó có trăm, mình có 10 ngàn thì cũng phải cho vô 10 ngàn phụ, thì mình ở sau lưng mình đi tới, nó lần trước nó dẫn mình, chứ giờ mình đâu có bắt nó phải là về làm giường với mình được. Gia đình của mình cũng còn khó khăn, rồi là cô với chú phải đi làm để mà nuôi bốn đứa con ăn học vậy đó. Thì cái khoảng thời gian đó có cực khổ lắm không cô? Cực lắm chứ. Cô lúc đó thì không có tiền thì cô đi mua mướn đất. Thì trong khi đó nhà nước người ta nước đất người ta nhiều lắm, ta cho mình mướn, cho mình mướn, cho mình mướn người ta làm. Thì mình lấy cái công đó làm lời. Rồi nói chung là cô cũng mở công ty, nhà máy, cô cũng làm chạy mộc, cô cũng làm đủ thứ. Cô cũng kinh doanh nữa. Dạ. Cô làm nhiều hơn cái. Thì cô cũng giỏi chứ. Dạ. Tưởng đâu bên còn làm ruộng, làm vườn không chứ. Làm vườn làm sao nuôi nổi bốn đứa học đại học. Làm xưởng gỗ nữa. Lúc đó là nói thiệt với chú, bốn đứa mà nó đậu hết lên thành phố nó ở đó. Tôi mướn cái nhà chật hẹp lắm mà. Một tháng phải bù lên một cây mấy vàng, cho mỗi đứa 1 triệu, mà chú biết 1 triệu hồi đó ba chỉ mấy vàng mỗi đứa, mà bốn đứa là một cây mấy. Nếu không có thì mình phải đi vay, chứ con mình đâu vay ai được. Thì mình phải lo làm sao để cho con mình nó có, nó học cho tới ra trường. Thì nói chung là nó cũng biết cái cảnh nhà quê nghèo khổ, nên đứa nào cũng chăm học lắm, rồi chăm làm. Cưới dâu đầu tiên chưa có tiền mua đôi dép để đi cưới dâu. Vậy hả cô? Đứa nào học ra trường là đứa đó tự để tiền riêng, không cần phải đưa cho mẹ hay gì hết. Nợ nần thiếu thì mình lo. Rồi tới khi mà nó cưới vợ, mình chưa cho được con dâu 1 chỉ vàng nữa. Dạ. Tự nó lo tiền nó cưới. Nó ra trường nó thiệt với chú, nợ tôi thiếu một đống luôn. Mà đâu dám cho con mình hay là mình thiếu nợ. Mình vẫn ở dưới quê mình lo, mình làm trả nợ. Rồi cái tiền lương của con, mà con nhận lương là sao? Nhận lương là để biết làm gì làm, chứ cô không bao giờ biểu con phải cho mẹ 100, 200 là dạ. 50, 30 gì hết. Mà nợ thì thiếu cả đống. Trên này nhiều khi nó lãnh lương nó gửi ngân hàng, chứ nó đâu có biết mình ở dưới quê. Mà nói chung là con tôi nó rất là thương yêu nhau. Hồi nãy cô nói là khi nào mà con cần á thì là cô sẽ bán đất để mà lo cho con luôn. Vậy thì chú có nói gì không cô? Có nhiều khi mình bán hết đất rồi, tới lúc mà con thành tài rồi, lỡ như con không có lo lại cho cha mẹ rồi làm sao? Trời ơi, tôi bung đuôi lắm. Tôi bán đến đổi mà bán xong hết rồi, con tôi có nhà rồi, mở công ty rồi xong hết. Còn bao nhiêu cắt đất chia hết luôn. Đất còn là cắt chia hết luôn, sang tên hết luôn, làm giấy tờ cho con hết luôn. Rồi cái ông xã tôi hỏi nếu mà mình sang như vậy thì gửi nó không nuôi là mình thì mình đói thì sao? Ông lo, ông nói vậy. Tôi nói bây giờ ông 70 tuổi rồi, lúc đó chia là cũng 70 tuổi rồi, tôi cũng 60 mấy rồi. Thì bây giờ tôi hy vọng là tôi nuôi con tôi đến nó ra trường, nó có vợ có chồng rồi thì tuổi này mình nó bỏ đói mình chết là vừa rồi. Để mình sống chi lâu rồi nó cũng kéo dài. Cái ông thấy mấy người mà sống 70, 80 tuổi bệnh hoạn còn khổ hơn nữa. Ai khổ tôi giúp, ai khổ tôi giúp, thì tôi thấy là tôi sẽ có. Rồi tôi nuôi mẹ chồng tôi nuôi cha chồng, thì con tôi nó nuôi lại tôi, dâu tôi nó nuôi lại tôi. Để nói về mẹ chồng mình một câu, em sẽ nói gì? Sự ở nhà là rất là thương luôn. Em không có biết nói, không biết cái nói cái gì hơn nữa. Tại vì á hả, mẹ là giống như là một tấm gương vậy anh. Thương con lắm, thương vô bờ bến luôn. Em chưa từng thấy luôn á. Mẹ thì không có cho tiền cho bạc gì đâu, nhưng mà những cái tí và mẹ quan tâm, mẹ chăm sóc với mình á, mình xúc động ghê lắm. Nhớ hoài. Nhớ hoài luôn. Nhiều khi dâu nó không biết đâu. Tại vì mẹ thì mẹ giấu cái tình cảm vào trong lòng. Nhưng mình là chị mà có một mình con gái nên mẹ hay tâm sự. Mấy đứa này mà nó xanh á, mẹ lên nuôi mà không, mình nghĩ là chắc không có được. Mà mẹ chồng nào, không phải mẹ mình khen nha, không được mẹ chồng nào giống như mẹ chồng này đâu. Vì khi mà nuôi mà nó mổ á, nó không có đi vệ sinh được á, mà mẹ khóc. Tại vì nó đau như thế nào thì mẹ cũng cảm giác là mẹ đau y như vậy đó. Thì mẹ gọi điện thoại cho mình, mẹ nói là con ơi, nó không có đi được. Mẹ thấy nó đau quá, mẹ xót quá trời xót, mà giờ mẹ không biết làm sao. Con gái vì... ruột thì bị la hoài mà con dâu không bao giờ la. Tại vì á là cái giống như là cái người ta nói là giống như duyên á.
lúc mà mình sanh hai đứa đều mổ, đứa đầu thì có con có mẹ, đứa thứ hai mẹ đi Mỹ không có ở nhà, cái mẹ đi là đi về là để nuôi mình sanh. Nhưng mà cuối cùng là bị qua bên đó cái chuyến bay rồi bị lúc đó bão gì đó, cái ở lại trễ, cuối cùng là tới đầy tháng bé thì mẹ mới về. Dâu thì ở nuôi 1 tháng, còn gái thì có mấy ngày về. Tôi dâu thì hơi phân bì một chút. Có hơi phân bì không chị? Không, không phân bì, tại hiểu. Đó là một trong những con người rất là bản lĩnh luôn ha. Vừa đẹp, vừa nhân từ, vừa bản lĩnh, phúc hậu. Chú khen tôi quá, được cái lỗ mũi nó bự quá. Không, dễ mến. Vừa dễ mến. Không nói cái lỗ mũi tôi nó nhỏ, nãy nó bự quá. Dễ thương. Chúc mừng đại gia đình chúng ta nhé. Càng khói tay cho anh này. Ngày hôm nay, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn anh. Hôm nay cảm ơn thì cô con dâu có một cái món quà nào đó tặng riêng cho mẹ mình trong ngày hôm nay mà em muốn? Dạ có. Ngày hôm nay thì tụi con có một món quà nhỏ để tặng cho mẹ. Hôm nay là lần đầu tiên á, mười mấy năm trong cuộc đời của con làm dâu của mẹ, con thấy lần đầu tiên là mẹ nhận được cái món quà này. Con có không biết là mẹ có thích hay không. Bây giờ nếu mà tụi con tặng cái gì mẹ là mẹ cũng thích hết. Dạ. Từ cái tấm lòng của con giờ một cái gì chút xíu mẹ cũng thích. Thế con chọn cho mẹ đó, mẹ xe tay ra. Con tặng cho mẹ một chiếc nhẫn. Ồ. Con sẽ chỉnh cái ni tay nó lại cho vừa tay mẹ tí xíu. Con lấy chọn size hơi lớn rồi nhưng mà vẫn chưa vô được. Hy vọng là mẹ sẽ rất là thích. Không, cái này vô được hả? Vô được. Được ha, ráng chịu khó chút xíu là vô ha. Vô được. Cô có thích món quà này không cô? Rất là thích. Dạ. Quá trời, ống ánh luôn. quà lớn hay quà nhỏ gì cũng thích. Nói chung đó là cái tấm lòng của con cháu. Cái tấm lòng mà. Dạ. Thì nhỏ lớn gì cũng được. À, đó là những cái thành quả, những cái món quà giá trị nhất là sự thành đạt của con cháu. Yeah. Chứ không phải là những món quà, là những bó hoa hay là những cái chiếc nhẫn kim cương như thế. Yeah. Mà Linh nghĩ rằng là giá trị cao nhất đó là cái sự thành đạt và hạnh phúc của con cháu mình. Yeah. Chúc mừng cô vì đó. Yeah. Chúc mừng gia đình chúng ta. Cảm ơn người Linh. Cảm ơn mình.